những thông tin hữu ích để phòng ngừa đột quỵ, bệnh tim mạch, ung thư, bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh cơ xương khớp, bệnh viêm gan, bệnh về hô hấp, hen suyễn, bệnh dạ dày, đường ruột. Những thắc mắc lo lắng về sức khỏe cần được tư vấn. Mời quý vị đón xem chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng được live stream từ 20 giờ đến 20 giờ 45 thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 trên kênh fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Quý khán giả có thể đặt câu hỏi với chuyên gia y tế trên trang fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, hoặc gọi điện thoại về số 0913 333 414 để được tư vấn trực tiếp. Đặc biệt sẽ có hai phần quà hấp dẫn dành cho khán giả có câu hỏi hay ở mỗi chương trình. SIS Việt Nam, cứu tinh cho bệnh nhân đột quỵ. SIS Việt Nam vì một cộng đồng khỏe mạnh. Phương Thi xin mến chào quý khán giả. Quý khán giả đang theo dõi chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng, chương trình do phòng truyền thông của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ thực hiện. Quý khán giả thân mến, theo chuyên gia, tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam hiện đang nằm trong top đầu trên thế giới. Mặc dù ngày nay y học đã có nhiều tiến bộ trong việc sàng lọc, chẩn đoán ung thư sớm, nhưng nhiều bệnh nhân ung thư vẫn phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, khiến cho việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Việc sàng lọc, chẩn đoán ung thư sớm giúp cho quá trình điều trị về sau và làm cho giúp gia tăng cơ hội điều trị, giảm gánh nặng chi phí điều trị so với giai đoạn muộn. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề lợi ích của chẩn đoán ung thư sớm. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị diễn giả tham gia tư vấn trong chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa cấp 2 nội tổng quát Huỳnh Quốc Sĩ, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Xin kính chào bác. Chào bạn Thi. Xin kính chào quý khán giả tham gia cùng chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Lê Tấn An, bác sĩ điều trị khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Xin kính chào bác. Chào Phương Thi và xin chào quý vị khán giả. Phương Thi xin thay mặt ekip những người thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến hai vị bác sĩ đã dành thời gian quý báu tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý khán giả, chương trình của chúng tôi hiện đang được phát sóng trực tiếp trên các trang fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, Phòng khám Đa khoa Quốc tế SIS Đà Nẵng và SIS Cherry Foundation, quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phương Thi xin mời quý khán giả cùng theo dõi, cùng tham gia và mời thêm nhiều người thân cùng theo dõi quý vị nhé. Và trong suốt thời gian diễn ra chương trình, nếu quý vị có những băn khoăn, những thắc mắc nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay thì có thể để lại câu hỏi tại phần bình luận hoặc nhắn tin vào fanpage của chúng tôi, hoặc cách nhanh nhất có thể gọi vào số hotline 0913 333 414. Ngoài ra, phần cuối chương trình còn có câu hỏi dành cho khán giả may mắn. Phương Thi xin được phép bật mí là đáp án sẽ có trong phần nội dung mà quý khán giả của chúng tôi sắp chia sẻ sau đây. Vì vậy hãy cùng theo dõi đến cuối chương trình quý vị nhé. Chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý khán giả, trước khi trò chuyện cùng các vị diễn giả, Phương Thi xin được phép điểm nhanh tình hình cấp cứu trong tuần qua. Tuần qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã cấp cứu cho 397 trường hợp, trong đó có 173 trường hợp đột quỵ. Số ca đột quỵ do nhồi máu não là 137 ca, chiếm 79%, 36 ca xuất huyết não, chiếm 21%, tỷ lệ giờ vàng là 24%, số ca nhồi máu cơ tim là 10 ca, số ca tử vong là 0 trường hợp. Chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng. Đầu tiên xin chào bác sĩ Sĩ ạ. Xin bác sĩ cho Phương Thi cũng như quý khán giả được biết là tình hình bệnh ung thư tại Việt Nam hiện nay ra sao và có các loại ung thư nào là thường gặp nhất thưa bác sĩ? Theo các thông tin thì hiện tại cái tình hình ung thư Việt Nam đang gia tăng rất là cũng khá là cao và đáng quan ngại nhất là cái tỷ lệ mà bệnh nhân mắc ung thư mà trẻ thì nó càng chiếm tỷ lệ càng cao trong các cái số bệnh nhân mới mắc ung thư gần đây. Thì theo các báo cáo của Bộ Y tế thì hiện tại cái số lượng mà mới mắc ở Việt Nam là hiện tại là khoảng 120.000 ca một năm, và tỷ lệ tử vong do ung thư thì chiếm khoảng là nó chiếm khoảng là 93.000 ca trong một năm.
và đa số các cái ung thư thì tỷ lệ chiếm tỷ lệ cao nhất đó là ung thư phổi, ung thư gan và ung thư tuyến vú. Ngoài ra còn một số ung thư khác như là ung thư dạ dày, ung thư đại tràng cũng chiếm tỷ lệ cũng khá là cao. Và cái ngoài cái việc mà tử vong do bệnh ung thư đang mang lại thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân được chữa khỏi ung thư và để lại những cái di chứng nặng nề do cái bệnh ung thư nó cũng chiếm rất là cao. Dạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của bác sĩ ạ. Dạ, xin chào bác sĩ An ạ. Xin bác sĩ hãy cho biết là vậy thì đâu là yếu tố nguy cơ cao gây bệnh ung thư ạ, thưa bác sĩ? Về các yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư thì thường thì có khoảng 8 yếu tố mà gây cái yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư. Thứ nhất là về tuổi tác, thì cái tuổi càng cao thì các yếu tố nguy cơ ung thư càng cao. Và về khi bệnh nhân mà tuổi cao thì bệnh nhân sẽ có mắc nhiều cái bệnh mãn tính, ví dụ như là tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu, béo phì. Thứ hai là về hút thuốc lá, thì cái trong khói thuốc lá thì có tới 7.000 chất có thể là gây đột biến gen, gây nguy cơ cao ung thư. Thứ ba là cái yếu tố về uống rượu, thì ở Việt Nam thì tỷ lệ uống rượu nhiều thì cũng có thể làm biến đổi cái gen hay là cái gây tổn thương các cơ quan. Còn về các yếu tố như là cái chế độ ăn, ví dụ chế độ dinh dưỡng không hợp lý thì nó cũng dẫn tới nguy cơ cao là ung thư. Và cái yếu tố cuối nữa là cái lối sống, và cái lối sống thì lối sống tĩnh tại, lối sống mà hạn chế vận động thì cũng gây dẫn đến các cái bệnh rối loạn chuyển hóa, rồi cũng tăng nguy cơ dẫn đến ung thư. Và một cái yếu tố nữa là cái yếu tố về di truyền, thì di truyền thì như mình đã biết rồi thì cái con cái hay là anh chị em thì dễ nhận cái gen di truyền từ cha mẹ ông bà. Và cái yếu tố nữa đó là các yếu tố về sống, cuộc sống, ví dụ như là căng thẳng kéo dài thì cũng có thể dẫn tới cái nguy cơ ung thư. Xin chào. Dạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của bác sĩ ạ. Dạ, thưa bác sĩ Sĩ ạ, theo quan niệm của một số người á, thì bệnh ung thư đã là án tử rồi, thì việc tầm soát chỉ làm tốn kém chi phí. Bác sĩ nghĩ sao về quan điểm này? Và cũng nhờ bác sĩ tư vấn là việc sàng lọc chẩn đoán ung thư sớm thì sẽ có vai trò quan trọng như thế nào đối với người bệnh cũng như đối với quá trình điều trị, thưa bác sĩ? Thực sự thì trong quá trình hành nghề của tôi thì thực tế thì khám cũng rất là nhiều bệnh nhân và cũng không ít xâm của họ thì cũng có bệnh ung thư. Và thực tế thì khi mà nghe ung thư thì ai cũng rất là hoảng hồn và cũng rất là suy sụp. Và tuy nhiên thì đúng thật sự là như vậy, khi mà ung thư nó thường nó sẽ diễn tiến rất là nhanh và thường khả năng rất là cao thì bệnh nhân có thể tử vong nếu như mà cái giai đoạn phát hiện chúng ta là nó đã quá trễ. Và như chúng ta đã biết là có rất là nhiều loại ung thư và không phải cái loại ung thư nào nó cũng phải rất là ác tính mà nó cũng diễn biến rất là nhanh, và tùy theo mỗi loại ung thư và nó đáp ứng với cái điều trị nó cũng rất là khác nhau. Và tùy do giai đoạn nữa, nếu như mà chúng ta phát hiện ở những giai đoạn sớm, những giai đoạn mà ung thư nó chưa có lan tràn thì cái việc điều trị nó sẽ đem lại hiệu quả và nó góp phần hạn chế những cái rủi ro, những cái dị hình dị dạng khi mà sau khi mà đã điều trị khỏi ung thư. Tuy nhiên nếu như mà những cái ung thư này ở giai đoạn lan tràn rồi thì cái việc kiểm soát, cái việc mà điều trị nó thì nó vừa tốn kém, vừa vất vả, vừa đau đớn và để lại nhiều di chứng. Nếu như chúng ta điều trị khỏi thì cũng để lại rất là nhiều di chứng. Cho nên là dù gì dù thì nếu như chúng ta nó tuy là ung thư nó là một cái bệnh lý nặng và nó để lại nhiều di chứng, nhưng mà nếu chúng ta phát hiện sớm và chúng ta điều trị sớm thì cái điều trị chúng ta nó dễ dàng hơn và tỷ lệ thành công nó cao hơn khi mà chúng ta để nó quá là muộn. Cho nên cái việc tầm soát ung thư thì nó không phải là tốn quá là nhiều tiền bạc, và giống như là một cái cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm thì mỗi một năm thì các chuyên gia, các bác sĩ chúng ta vẫn khuyên bà con chúng ta nên làm tầm soát, làm khám sức khỏe định kỳ. Đó là vừa là kiểm tra sức khỏe vừa tầm soát cái vấn đề về ung thư thì chúng ta sẽ phát hiện được. Và khi mà phát hiện được như vậy thì việc điều trị nó rất là đơn giản và đem lại hiệu quả rất là cao. Yeah, cho nên cái việc tầm soát ung thư rất là hữu ích. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ ạ. Chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình SAS về sức khỏe cộng đồng kỳ thứ 35 với chủ đề lợi ích của chẩn đoán ung thư sớm. Dạ thưa bác sĩ An ạ, thì với những tiến bộ của công nghệ của y học ngày nay thì tầm soát ung thư là làm những gì và nhìn thấy được những gì thưa bác sĩ? Với những cái ngày nay thì theo gọi là cái kỷ nguyên của cái phát triển của khoa học kỹ thuật á, thì tầm soát ung thư á, thực chất là mình đi kiểm tra sức khỏe định kỳ theo lịch đối với những cái đối tượng mà có nguy cơ cao, nhằm phát hiện cái ung thư mà khi cái bệnh nhân này, khi các cái người này chưa có cái triệu chứng ung thư thể hiện ra. Ví dụ như là mình ngày nay thì có rất là nhiều cái sau khi mà khám sàng lọc và mình có rất là nhiều cái xét nghiệm và các cái chẩn đoán hình ảnh hiện đại thì mình có thể tầm soát sớm ung thư. Những cái ung thư mà nó chỉ mới xuất hiện ở cái mức độ là ở mức độ niêm mạc hay là mức độ gọi là giai đoạn không đó thì nó sẽ rất là hữu ích. Xin bổ sung, xin rất là mình có ý kiến thêm về vấn đề này. Thì trong cái việc mà tầm soát ung thư á thì có rất là nhiều cách và tùy theo cái loại ung thư chúng ta cần tầm soát thì có những cái xét nghiệm đặc hiệu. Thì thí dụ như mình xét nghiệm máu thì nó cũng có những cái xét nghiệm về các cái dấu ấn ung thư. Thì gút máu thì mình sẽ đo cái nồng độ cái dấu ấn ung thư đó, nếu như nó tăng cao thì chúng ta phải đi tầm soát cái ung thư ở cơ quan đó. Và hiện tại máy móc chúng ta rất là tốt, thì rất là hiện đại. Nhất là ở đó chúng tôi có những cái máy MRI và Tesla, những máy CT scan 128 lát và những cái nội soi phóng đại có thể là phát hiện những ung thư đường tiêu hóa. Và với cái MRI Tesla của chúng tôi ở đây thì chúng tôi có thể chụp MRI toàn thân và phát hiện những cái khối u nó chỉ kích thước khoảng tầm 1 cm thôi là đã phát hiện được. Cho nên là với những công nghệ hiện đại thì hy vọng trong tương lai nữa thì sẽ có nhiều cái công nghệ hiện đại hơn nữa để có thể giúp chúng ta chẩn đoán sớm và phát hiện sớm những cái ung thư của ở người. Yeah. Xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của hai bác sĩ ạ. Dạ thưa bác sĩ An, thì một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm đó là thấy trong người có biểu hiện gì thì nên đi tầm soát ung thư và những ai thì nên cần đi kiểm tra thưa bác sĩ? Khi mà mình có những cái triệu chứng mà bất thường á, ví dụ như thì mình nên đi tầm soát. Ví dụ như là đầu tiên là sụt cân bất thường, thì khi mà sụt cân mà mình không có giải thích được lý do, ví dụ như mà thay đổi chế độ ăn uống hay là ăn uống kém, mặc dù mình cũng gắng cải thiện bằng cách là cố gắng ăn nhưng mà nó vẫn sụt cân. Cái thứ hai đó là về vấn đề có thể là mình sốt cao kéo dài thì mình cũng có thể là bị. Thứ ba nữa là về vấn đề đau, ví dụ như là mình có thể đau ở một cái bộ phận nào đó mà đau kéo dài mà có thể mình không có đáp ứng với những cái thuốc thông thường mình uống thì nó vẫn tái đi tái lại lặp lại. Có cái nữa là ví dụ như là mình có cái bất thường trên da, ví dụ như là trên da có xuất hiện những cái vết loét hay là trên miệng gì đó, hoặc là cái nốt ruồi ở nó có những cái thay đổi về màu sắc hay là về kích thước hay là nó tiến triển nhanh, về có thể là về bất thường về cái chảy máu bất thường, ví dụ như là có cái vết bầm hay là các cái ho ra máu hay là cái nôn ra máu, thì những cái đó thì cái dấu hiệu nặng rồi, hoặc là có thể chảy máu âm đạo bất thường, thì đó là những cái dấu hiệu mà. Và còn cái vấn đề nữa là thí dụ mà thay đổi về cái thói quen ăn uống hay là cái hệ tiêu hóa, ví dụ như là mình chán ăn, không muốn ăn, hay là cái biểu hiện như là chướng bụng, đầy bụng, hay là các biểu hiện về thay đổi cái thói quen đi cầu, đi tiểu, ví dụ như là táo bón tiêu chảy hoặc là táo bón xen kẽ với tiêu chảy hoặc là tiểu đau, tiểu gắt gì đó, thì đó là những cái dấu hiệu mà có thể là mình nên cảnh báo để mình đi kiểm tra cái vụ mà kiểm tra cái ung thư. Còn về những cái đối tượng mà cần đi tầm soát ung thư thì theo khuyến cáo thì những cái người mà có tuổi từ trưởng thành từ mức độ trung niên khoảng trên 40 tuổi thì nên định kỳ đi kiểm tra về cái sức khỏe, đặc biệt là ung thư. Thứ hai là về các đối tượng mà hút thuốc lá, uống nhiều bia rượu. Thứ ba là các đối tượng mà có thể bị viêm gan CBB hoặc gan C, hoặc là bị viêm dạ dày, viêm đại tràng kéo dài. Cái thứ tư nữa là về các yếu tố mà cái bệnh di truyền, ví dụ như là có mắc các cái bệnh như là hội chứng đa polyp gia đình,
hay là gia đình thì có những trong gia đình có anh chị em hay là ba mẹ thì mắc bệnh ung thư á, thì hoặc là những cái đối tượng mà có cái triệu chứng như vừa kể trên á, thì cũng nên tầm soát ung thư để mà mình sớm phát hiện trong giai đoạn sớm. Dạ vâng, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ Sĩ, thì như những gì bác sĩ chia sẻ thì ung thư ngày nay càng một gia tăng nhiều hơn. Vậy thì người dân chúng ta nên tập luyện ăn uống như thế nào để có thể phòng ngừa được căn bệnh nguy hiểm này thưa bác sĩ? Thật ra thì hiện tại cũng có rất là nhiều loại ung thư, và một số ung thư thì chúng ta có thể biết là nó có yếu tố nguy cơ, yếu tố thuận lợi, cũng có thể là nó là nguyên nhân gây ra ung thư. Thì chúng ta biết cũng khá là nhiều rồi, ví dụ như ung thư cổ tử cung thì nó liên quan tới nhiễm virus HPV, ví dụ như là ung thư dạ dày nó liên quan tới cái việc gọi là nhiễm con vi trùng HB. Trong cái đời sống của chúng ta, cái sinh hoạt chúng ta phải ăn uống như thế nào, chúng ta phải sinh hoạt như thế nào để phòng ngừa ung thư, thì thứ nhất chúng tôi xin đề cập tới cái việc là ăn uống. Thì việc ăn uống là dùng nhằm để bổ sung cái dinh dưỡng cho cơ thể. Thì ăn uống thì chúng ta phải lựa chọn thức ăn là nếu như là ăn nhiều rau, cái thành phần, cái tỷ lệ mà rau với rau quả trong cái thức ăn của ta thì nó sẽ chín với lại nhiều hơn một chút. Giảm cái lượng thịt đỏ chúng ta ăn vào. Rau thì chúng ta nên chọn những loại rau tươi. Thịt thì chúng ta nên nấu chín, nấu kỹ và hạn chế ăn những cái loại thịt mà đã qua bảo quản. Ví dụ như là khô, muối, rồi thịt mà chúng ta ướp muối mà chúng ta để lâu ngày quá chúng ta chế biến và ăn thì nó cũng có nguy cơ. Hoặc là thịt chúng ta nấu quá, chiên quá lửa, nướng quá lửa thì nó cũng có, nó là những cái chất có khả năng nó gây ung thư. Rồi ăn uống thì chúng ta phải ăn đa dạng các loại thức ăn, nghĩa là rau củ quả thịt cá, thì đa dạng các loại thức ăn càng đa dạng thì càng tốt, nó bổ sung nhiều cái khoáng chất cho cơ thể, nhiều cái chất dinh dưỡng cho cơ thể, đa dạng các thức ăn, đa dạng các loại vitamin. Ngoài cái chuyện ăn uống đó thì chúng ta phải giữ cái vệ sinh môi trường, vệ sinh xung quanh nhà cửa chúng ta phải sạch sẽ, phải ngăn nắp, khói bụi, hạn chế cái chuyện khói bụi thì nó và những cái hóa chất độc hại xung quanh nhà thì chúng ta phải nên chú ý cái chuyện đó. Về cái lối sống thì chúng ta nên sống một cách lành mạnh và hạn chế rượu bia, hạn chế lạm dụng các chất kích thích. Và nhất là rượu bia thì như chúng ta đã biết đó, cái tỷ lệ ung thư gan khá là cao, và một phần trong đó là do rượu bia, một phần là do tình trạng viêm gan siêu vi. Cho nên rượu bia là có thể uống nhưng mà không nên lạm dụng. Ngoài ra thì ma túy cũng vậy. Ma túy khi chúng ta sử dụng những cái chất ma túy chúng ta quá lạm dụng thì không phải nói là lạm dụng nữa, mà chúng ta có sử dụng thì nó cũng không nên, và nó góp phần làm suy giảm cái hệ miễn dịch và nó có thể dẫn đến cái ung thư. Ngoài ra thì tập thể dục cũng là một cái hình thức làm gia tăng sức đề kháng và giúp chúng ta ngăn ngừa tốt cái chuyện bị ung thư. Xin hết. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi rất là hữu ích của bác sĩ ạ. Chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng. Quý khán giả đang theo dõi chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng kỳ thứ 35 với chủ đề lợi ích của chẩn đoán ung thư sớm. Và ngay bây giờ là phần giải đáp câu hỏi của khán giả. Phương Thi xin được phép lại cách thức đặt câu hỏi. Quý khán giả có thể đặt câu hỏi qua hai cách sau. Một là có thể để lại câu hỏi tại phần bình luận hoặc nhắn tin vào fanpage của chúng tôi. Cách thứ hai là nhanh nhất có thể gọi vào số hotline với số điện thoại 0913 333 414. Và câu hỏi đầu tiên của một vị khán giả có nick Facebook tên là Giàu Ngọc, và khán giả muốn hỏi bác sĩ An một vấn đề là: bác sĩ cho em hỏi, em nghe nói từng bị viêm gan B, C thì khả năng ung thư sẽ rất cao, có đúng vậy không thưa bác sĩ? Xin nhờ bác sĩ An giải đáp giùm quý khán giả. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chương trình. Theo cái y văn thì viêm gan B là một trong những cái yếu tố nguy cơ gây ung thư, gọi là yếu tố nguy cơ thôi, chứ cũng không có khả năng, không phải là chắc chắn là sẽ bị ung thư. Tuy nhiên những cái người mà bị viêm gan B
nếu mà không theo dõi hoặc là không điều trị đúng thì có nguy cơ cao, đúng là có nguy cơ cao dẫn tới ung thư. Vì vậy thì mình phải tái khám định kỳ hoặc là phải tái khám chuyên khoa bên gan để mà mình theo dõi sát cái tình trạng viêm gan CBB, để hòng là cái virus thì nó không có làm phá hủy cái tế bào gan của mình, dẫn đến sơ gan, hoặc là xấu hơn nữa thì có thể dẫn tới ung thư gan. Vậy nên là theo tôi thì cái kiến thức về viêm gan CBB có nguy cơ dẫn tới ung thư gan thì vẫn là một cái kiến thức là hữu ích, vẫn là tương đối đúng. Nếu mà trong cái hiện nay ở Việt Nam thì tình hình cái nhiễm viêm gan CBB rất là cao, có thể lên tới 30-40%, thì cái viêm gan CBB là cần phải xem là một cái yếu tố nguy cơ dẫn tới là ung thư gan. Và xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ An ạ. Một câu hỏi tiếp theo là dành cho bác sĩ Sĩ ạ. Câu hỏi của vị khán giả có nick Facebook tên Nguyễn Đoàn ạ. Ba tôi 65 tuổi, trước đây có thói quen uống rượu nhiều, nhưng giờ đã gần như bỏ rượu, còn hút thuốc lá. Ba tôi bị tình trạng ăn khó tiêu, táo bón, có nội soi dạ dày đại trực tràng 4 lần, tháng 6 2020, tháng 12 2021, tháng 3 2022 và tháng 3 2023. Có ổ loét, polyp, có sinh thiết thì kết quả lành tính. Có uống thuốc thì giảm khó tiêu, nhưng táo bón không giảm. Như vậy, ba tôi cần tiếp tục theo dõi gì và cần nội soi thêm nữa không? Vì tôi nghe nói ung thư đại trực tràng hoặc dạ dày thì phải nội soi nhiều lần mới có thể phát hiện. Nhờ bác sĩ tư vấn. Dạ, xin mời bác sĩ. Xin chào, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Dạ. Anh Nguyễn Đoàn. Thì tình trạng của ba anh thứ nhất là cũng đã lớn tuổi rồi. Thì đối với những người lớn tuổi như vậy thì cái tiêu hóa, đường tiêu hóa thì thường là nó sẽ hoạt động không có tốt như người trẻ. Và thường gặp ở người già nhất là tình trạng táo bón. Và ngoài cái chuyện táo bón này, nếu như anh đã soi cái đường tiêu hóa đã nhiều lần rồi và không phát hiện, thì chúng tôi đề nghị thêm với anh thêm một số xét nghiệm về cái mạc cơ, những cái giống ung thư đường tiêu hóa. Chúng ta nên làm xét nghiệm một lượt những cái giống ung thư đường tiêu hóa như là CA, CA724, như CA199. Những cái xét nghiệm này thì khi mà anh tới những cái cơ sở khám thì anh yêu cầu làm, thì người ta sẽ làm cho anh những cái giống ung thư đường tiêu hóa. Ngoài ra thì nếu như anh nghi ngờ là vẫn còn nghi ngờ là ba anh có thể bị ung thư hay không, thì anh nên chụp thêm một clean CT scan bụng để đánh giá là cái đường tiêu hóa của mình và xem nó có vấn đề gì hay không. Và nếu như chúng ta đã chụp CT rồi, chúng ta đã xét nghiệm các dấu ung thư rồi, chúng ta đã nội soi rồi và không phát hiện bất cứ cái gì nghi ngờ về ung thư, thì chúng ta vẫn nên theo dõi, có thể là kiểm tra sức khỏe định kỳ giống như những người khác, giống như những người bình thường thôi. Thì chúng ta kiểm tra sức khỏe định kỳ là mỗi một năm chúng ta kiểm tra một lần, và không quên đi bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để người ta khám thêm những dấu hiệu có thể nghi ngờ ung thư để cho ta làm thêm một số xét nghiệm nào đó. Và lời khuyên đối với anh thì cũng không nên quá lo lắng về cái chuyện là ba anh có bị ung thư đại tràng hay không. Sau khi mình đã làm hết tất cả xét nghiệm mà nếu âm tính thì mình cũng tạm yên tâm là mình ba anh không bị ung thư tiêu hóa. Và xin nhắc lại là người già thì đôi khi người ta sẽ dễ bị táo bón, và cách điều trị này chúng ta cũng khá đơn giản thôi. Chúng ta ăn những trái cây mà có tính nhuận trường như đu đủ thì làm cho, và uống nhiều nước thì có thể giúp cho ba anh dễ đi cầu hơn. Dạ, xin hết. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ ạ. Một câu hỏi tiếp theo là dành cho bác sĩ An ạ. Một câu hỏi của vị khán giả có nick Facebook tên Trí Nguyễn ạ. Cha tôi 58 tuổi, hút thuốc khoảng gần 30 năm nay, có đi chụp X-quang phổi thì chưa phát hiện bất thường, nhưng tôi lo lắng bị ung thư phổi. Vậy tôi muốn biết tại SS có tầm soát ung thư phổi không? Nếu có sẽ làm những gì và khoảng bao nhiêu tiền thưa bác sĩ? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chương trình ạ. Thì nếu mà ba bạn đã có tiền sử là hút thuốc lá trên 30 gói năm và cũng có chụp X-quang. Tuy nhiên thì cái chụp X-quang thì nó chỉ phát hiện được những cái khối ung thư phổi mà kích thước lớn. Còn ở SS thì chúng tôi có những cái gọi là cái gói, hoặc là những cái series, những cái mà cái xét nghiệm và những cái chẩn đoán ảnh để mình có thể là tầm soát cho từng cái loại bệnh.
Ví dụ như là trường hợp của ba anh thì cần tầm soát về ung thư phổi thì khi đến với bệnh viện chúng tôi thì sẽ được thăm khám bởi một cái bác sĩ chuyên khoa về hô hấp để thăm khám và hỏi ba anh về những cái triệu chứng mà có thể là nghi ngờ về cái ung thư phổi. Sau đó thì bác sĩ sẽ đánh giá và đưa ra những cái cận lâm sàng, ví dụ như là xét nghiệm máu hay là cái chẩn đoán ảnh cần thiết và những cái mặt cơ ung thư để chẩn đoán ung thư. Và cái đặc biệt quan trọng nữa là thường thì sẽ chụp cái CT scan tầm soát ung thư phổi. Thì ở bệnh viện chúng tôi thì cái máy CT scan thì nó có thể tầm soát ung thư phổi với những cái lát cắt mà rất là nhỏ, ví dụ như 1-2mm thôi thì có thể là đã mình đã phát hiện rồi. Và tùy theo những cái kết quả của những cái xét nghiệm máu và những cái chẩn đoán ảnh đó thì bác sĩ sẽ đánh giá, nhận định và cần làm tiếp những cái gì đó, hay là hướng dẫn ba anh cái lịch theo dõi để hồng phát hiện sớm được, nếu mà không may xảy ra cái vụ mà có ung thư phổi thì sẽ phát hiện sớm và có cái hướng xử lý kịp thời. Dạ, xin cảm ơn anh. Rồi cái chi phí thì nếu mà cái gói ung thư phổi thì cũng tùy theo cái tình trạng mà mình có cái xét nghiệm, cái chi phí nó khoảng cỡ vài triệu, ví dụ như là khoảng cỡ 5 triệu thì có thể là mình đã đủ để mình có thể tầm soát về cái ung thư phổi. Dạ, cảm ơn anh. Xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ ạ. Một câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ Sĩ ạ. Một vị khán giả có tên là Phan Minh Quang ạ. Xin bác sĩ nói rõ hơn về việc tầm soát ung thư cần làm gì, ở bệnh viện nào thì có thể làm được và chi phí như thế nào thưa bác sĩ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Quang. Thì anh Quang hỏi về vấn đề tầm soát ung thư. Thì về tầm soát ung thư chung hết tất cả, như là mình không có bất kỳ triệu chứng gì và không có dấu hiệu gì nghi ngờ là ung thư, và mình chỉ làm một cái cuộc khám sức khỏe thông thường để tầm soát về bệnh tật. Thì đầu tiên thì khi mà mình có nhu cầu mình đi khám tầm soát ung thư thì chúng ta nên đi tầm soát ở những cái cơ sở y tế lớn thì có đầy đủ những cái xét nghiệm cũng như là những cái phương tiện máy móc đủ, cũng như là những cái bác sĩ chuyên khoa về ung thư để chúng ta có thể khám cũng như là tầm soát những cái nguy cơ về mắc những bệnh ung thư. Thì ở Cần Thơ chúng tôi thấy cũng khá là nhiều bệnh viện có thể làm được cái tầm soát ung thư này, ở những bệnh viện lớn như là Đa khoa Trung ương, những SDS, bệnh viện Đa khoa Trung ương, bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, thì bệnh viện Phương Châu, bệnh viện Hoàng Mỹ, nói chung là cũng khá là nhiều bệnh viện và những cái phương tiện máy móc tối thiểu để chúng ta có thể làm được. Thì bao gồm là những xét nghiệm về dấu ung thư và những cái máy như là máy MRI, nói chung là MRI 3 Tesla và những cái MRI khác. Thì nếu mà số Tesla nó càng lớn thì cái khả năng độ phân giải và độ phát hiện những khối ung thư nhỏ nó càng tốt. Cũng như là máy CT cũng vậy. Máy CT thì chúng ta nên chọn những cái máy CT khoảng tầm 128 lát thì cái khả năng cái độ phân giải hình ảnh nó sẽ tốt hơn. Ngoài những cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh ấy, chúng ta có những cái hệ thống máy nội soi, nhất là những cái nội soi về ung thư, kiểm tra ung thư đường tiêu hóa. Thì theo các cái chuyên gia về ung thư, người ta khuyên mình những người mà trên 40 tuổi thì chúng ta nên soi kiểm tra cái đường tiêu hóa một lần. Thường là nếu như trên 40 tuổi thì chúng ta soi một lần, và những cái ung thư đường tiêu hóa thì chúng ta thường phát hiện là từ sau 40 tuổi, cho nên là chúng ta nên ít nhất một lần trong đời là soi đường tiêu hóa sau tuổi 40 để đánh giá. Và hiện tại ở đó chúng tôi có những cái phương tiện máy móc rất là tốt, nội soi phóng đại để phát hiện những cái ung thư nó mới hình thành thôi, nó chỉ là ung thư dưới niêm mạc thôi, chúng ta đã phát hiện được rồi, nghĩa là nó chưa lớn, chỉ vài mm thôi là đã phát hiện được. Cho nên là những cơ sở nào mà lớn và những cái máy móc đầu tư tốt thì chúng ta nên theo và tầm soát những ở cơ sở đó, thì đảm bảo là chúng ta sẽ tầm soát tốt được những căn bệnh ung thư. Dạ vâng, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ ạ. Một câu hỏi tiếp theo của một vị khán giả có tên là Hoàng An, và anh nhắn tin về cho fanpage của chương trình ạ. Dạ, câu hỏi này xin dành cho bác sĩ An ạ.
Theo quan niệm dân gian cho rằng, nếu bệnh nhân ung thư mà đi đám tang thì sẽ khiến cho bệnh nặng hơn, di căn nhanh hơn hoặc tái phát trở lại. Như vậy có đúng không thưa bác sĩ? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Về cái quan niệm dân gian á, thì khi bệnh nhân mà bị ung thư á, thì đi đám tang hoặc là khi những cái người mà có sức đề kháng yếu, ví dụ như là người trẻ em hay là người lớn tuổi bị bệnh mãn tính hay là phụ nữ có thai á, thì không nên đi đám tang. Tại vì đi đám tang thì họ không hiểu sao mà cứ về thì thường là họ sẽ thường bệnh nặng hơn hay là có thể là có diễn tiến xấu hơn. Thì theo các nhà khoa học á, thì mình cũng chưa có đủ bằng chứng để mình nói là cái việc mà liên quan giữa đám tang với cái diễn tiến của bệnh. Nhưng mà theo cái giải thích á, thì cái này nó liên quan tới nguyên nhân tâm lý nhiều hơn. Ví dụ như là khi mà mình đi dự đám tang á, thì cái không khí mà nó buồn rầu, nó u buồn của cái đám tang á, thì sẽ nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái tâm lý của người bệnh, dễ dàng gây những cái phản ứng tâm lý stress. Thì khi đó thì cái người bệnh ung thư á, thì cái hệ miễn dịch họ đã yếu rồi, và cái khi mà stress nhiều hay là căng thẳng nhiều thì họ là càng yếu hơn. Thì khi đó thì cái tế bào ung thư á, nó có thể là khi họ không có bằng chứng là gọi là khi mà mình dự đám tang thì tế bào ung thư nó sẽ phát triển nhanh hơn hoặc là tái phát, nhưng mà khi mà hệ miễn dịch mình suy yếu thì đồng nghĩa là cái việc mà ung thư nó có thể nó nhanh hơn. Và cái chuyện nữa là mình khi mình đi dự đám tang thì mình có thể tiếp xúc với nhiều người, mình nói tình những đối tượng yếu, hệ miễn dịch yếu thì có thể là lây nhiễm một cái số bệnh và dẫn tới là mình có thể, cái đó gọi là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, chứ cũng không phải là có bằng chứng khẳng định là đi đám tang hay là sẽ cái tế bào ung thư nó sẽ phát triển nhanh. Vậy á, khi mà những cái người nào mà có sức khỏe yếu á, thì khi mà dự đám tang á, thì mình cũng nên bình tĩnh, nên tránh cái thái độ mà buồn bã hoặc vã quá, nó ảnh hưởng tới tâm lý á, thì có thể làm cho cái bệnh nó nặng hơn. Là theo tôi thì cái nhận định đó thì cũng chưa có đủ bằng chứng để mà nói là những cái người ung thư thì không nên đi dự đám tang. Xin cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ ạ. Và một câu hỏi tiếp theo của một vị khán giả có nick Facebook tên là Nguyễn Đức Tính ạ. Xin nhờ bác sĩ sẽ giải đáp giùm ạ. Dạ, em chào hai bác sĩ. Cho em hỏi độ tuổi nào thì có nguy cơ ung thư cao nhất và các dấu hiệu nào để nhận biết có nguy cơ ung thư ạ? Nhờ hai bác sĩ giải đáp. Cảm ơn hai bác. Cảm ơn câu hỏi của anh Tính. Thì anh Tính hỏi về độ tuổi mà dễ mắc ung thư đúng không? Dạ đúng ạ. Thực tế thì càng lớn tuổi thì cái khả năng mắc ung thư sẽ càng cao. Thực sự là như vậy. Người ta đã chứng minh là tuổi càng lớn thì khả năng là cái người đó mắc ung thư là nó bị chuẩn đoán ung thư nó sẽ càng cao. Và thường là sau 40 tuổi. Bây giờ hiện tại cái tính tuổi trung bình thì các bệnh nhân mà mắc ung thư thì trung bình thì mắc từ khoảng khởi phát ung thư mình phát hiện là từ khoảng tầm 40 tới 50 tuổi, là 40 tuổi khoảng đó. Chúng ta nên nên một ít nhất là chúng ta phải có một kế hoạch để kiểm tra sức khỏe định kỳ và để mà làm tầm soát ung thư. Và những cái đối tượng mà dễ mắc nguy cơ ung thư á, thì những đối tượng chúng ta lớn tuổi đương nhiên rồi. Thứ hai nữa là những người mà làm việc trong môi trường về công việc á, cái môi trường của chúng ta nó không được tốt, giống như là công nhân ở nhà máy xi măng thì người ta hít khói bụi nhiều thì cũng dễ bị ung thư. Những người mà uống rượu nhiều chẳng hạn gì thì nói chung quy lại là những người mà có yếu tố nguy cơ cao, yếu tố nghề nghiệp phơi nhiễm về chất phóng xạ, các bụi và cái môi trường làm việc nó không được tốt lắm, như công nhân vệ sinh, thì chúng ta nên đi tầm soát ung thư mỗi năm để hạn chế, để có thể phát hiện sớm những cái bệnh, tại vì những đối tượng đó là những đối tượng thường xuyên tiếp xúc với cái hóa chất và cũng như chất độc hại, cũng như là cái chất phóng xạ, khói bụi. Cho nên là những đối tượng đó thì chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của mình và nên đi tầm soát ung thư mỗi năm để phát hiện sớm. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ ạ. Một câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ An ạ.
Câu hỏi này là của anh Minh Trọng và anh nhắn tin về trang fanpage Quỹ Từ Thiện Bệnh Nhân Nghèo Bị Đột Quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long ạ. Tôi là nhân viên văn phòng, thường làm việc với nhiều áp lực, căng thẳng. Tôi thường nghe nói, làm việc trong sự căng thẳng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Như vậy có đúng không thưa bác sĩ? Cảm ơn anh Trọng đã gửi câu hỏi cho chương trình. Thì theo cái của anh đó, thì anh là nhân viên văn phòng và thường phải chịu những cái áp lực căng thẳng của công việc cũng như cuộc sống. Thì theo các nhà khoa học thì mình cũng chưa có bằng chứng là gọi là những cái áp lực căng thẳng hay là gọi là stress nó có liên quan, nó nguyên nhân là nó gây ra bệnh ung thư. Tuy nhiên thì những cái căng thẳng, cái áp lực đó thì nó có thể góp phần gián tiếp vào những cái nguyên nhân gây ung thư. Ví dụ như là nó góp phần gián tiếp về khi mà mình căng thẳng, stress kéo dài thì nó có thể làm cho hệ miễn dịch mình suy yếu, thì dẫn đến dễ nhiễm mắc một số bệnh viêm nhiễm hay là những về dễ nhiễm một cái số bệnh, dẫn đến là cái tế bào nó có sẽ dễ bị biến đổi. Thứ hai là những cái người mà có áp lực công việc cao đó thì thường sẽ hình thành những cái thói quen, ví dụ như là uống thuốc lá, uống nhiều bia rượu hay là ăn quá nhiều, thì dẫn đến là cái rối loạn chuyển hóa béo phì, thừa cân. Thì theo cái tổ chức ung thư của Mỹ á, thì những cái yếu tố như là béo phì, thừa cân, tăng huyết áp hay mỡ máu đó, những yếu tố đó thì nó có thể là nó liên quan trực tiếp tới ung thư. Còn cái căng thẳng thì nó thực sự là nó chưa có đủ bằng chứng để nó là gây ra ung thư, tuy nhiên là nó gián tiếp gây ra ung thư. Cộng thêm là những cái đối tượng mà căng thẳng thì thường là kết hợp với cái chế độ ăn không hợp lý, cái lối sống kém vận động, thì những cái đó là nó liên quan trực tiếp tới ung thư. Cảm ơn anh. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ ạ. Một câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ Sĩ ạ. Câu hỏi này là của một vị khán giả có tên Thiên Ngang và địa chỉ ở Cà Mau, và chỉ gọi về số hotline của chương trình ạ. Chào bác sĩ, em năm nay 27 tuổi, khoảng một tháng trở lại đây em thấy trên cổ có nổi hạch, ấn vô thì không đau, nó chạy qua chạy lại gây khó nuốt. Như vậy có phải là dấu hiệu của ung thư họng không thưa bác sĩ? Xin chào chị Thiên, cảm ơn câu hỏi của chị dành cho chương trình. Thì thực tế thì hạch cổ thì ai cũng có cả, tuy nhiên là nó lớn hay nhỏ thôi. Thì khi mà chúng ta có một cái viêm nhiễm gì đó ở vùng cổ hay là hầu họng thì nó vẫn có nổi hạch, hạch nó vẫn to lên, đó là hạch viêm phản ứng bình thường. Và sau khi hết quá trình viêm viêm ở vùng hầu họng, vùng son chẳng hạn, thì cái hạch nó cũng sẽ xẹp theo. Thì đó là thường là những cái hạch viêm phản ứng bình thường, và theo sinh lý cơ thể thì nó sẽ bự lên, và khi mà hết viêm thì nó sẽ nhỏ lại. Và khi mà nếu như mà cái hạch viêm nó tồn tại dai dẳng như vậy thì chúng ta nên, nếu mà qua nó đã kéo dài rồi, hơn một tháng rồi, thì chúng ta nên đi siêu âm kiểm tra, cũng như là dùng các kỹ thuật hình ảnh để chúng ta chụp, giống như là CT đầu, radar não hay ra đầu chẳng hạn vậy, để chúng ta đánh giá xem cái hạch đó là nó lành tính hay là ác tính, khả năng có ung thư hay không, ung thư ở một nơi nào đó hay không. Và thêm một cái nữa, nếu như chị đi khám ở một cái chỗ chuyên khoa về ung thư, người ta sẽ có thể lấy tế bào ở chỗ hạch đó, người ta sẽ xét nghiệm để đánh giá là hạch đó lành tính hay ác tính. Nếu chị mô tả chỉ mô tả một cái hạch ở cổ và nó có di động và không đau thì bao nhiêu đó cũng chưa đủ là chúng tôi kết luận là nó là lành tính hay ác tính, và chúng ta cần phải đi làm thêm một số xét nghiệm và đi thăm khám thêm về chuyên khoa ung bướu để chúng ta có thêm những cái xét nghiệm để cho nó xác định. Để xin hết. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ ạ. Một câu hỏi tiếp theo là của một vị khán giả có tên là cô Ngọc Huệ ạ. Câu hỏi này thì cô nhờ bác sĩ An tư vấn ạ. Nhiều người cho rằng ăn đường nhiều là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư nhanh hơn. Như vậy có đúng không? Và người dân nên ăn gì và không nên ăn gì để giảm nguy cơ mắc ung thư thưa bác sĩ? Dạ, cảm ơn cô Ngọc Huệ đã gửi câu hỏi cho chương trình ạ. Thì cái thắc mắc của cô là ăn nhiều đường thì có thể dẫn tới ung thư hay không? Thì hiện nay thì nó cũng chưa có bằng chứng để mà khẳng định là cái ăn nhiều đường thì nó sẽ gây ra ung thư. Tuy nhiên mà cái chế độ ăn mà nhiều đường hay là gọi là nhiều cái tinh bột thì nó có thể dẫn tới cái bệnh như là thừa cân, béo phì. Thì những cái bệnh này nó là cái yếu tố nguy cơ chính dẫn tới ung thư. Còn về
các thức ăn mà mình nên ăn á, thì cái thức ăn ví dụ như là thức ăn có giàu vitamin khoáng chất, cái đầy đủ các chất. Thứ hai là những cái thức ăn mà không có chứa nhiều quá nhiều năng lượng, giống như là những cái thức ăn giống như quá nhiều năng lượng, quá ngọt thì mình để mình kiểm soát cái cân nặng của mình. Và thứ ba nữa là mình cũng không nên ăn những cái thức ăn mà đã chế biến sẵn, ví dụ như chế biến mà thức ăn gọi là fast food đó, thì cái đó cũng là không tốt cho sức khỏe. Và mình cũng nên ăn những cái loại mà thức ăn có nhiều chất xơ, ví dụ như các loại rau mà có rau có màu đỏ hay là màu xanh đậm gì đó, các loại cái rau mà có nhiều chất cái vitamin khoáng chất. Còn về các loại mà thức ăn mình không nên ăn, ví dụ như hồi nãy bác sĩ có nhắc là ví dụ như là các loại thịt đỏ thì ví dụ như là thịt bò, thịt heo hay là thịt cừu, thì những cái thức ăn đó thì mình chỉ ăn với một cái số lượng có kiểm soát thôi, không ăn quá nhiều. Thứ hai là về cái loại thức ăn mà đã qua chế biến, ví dụ như là cái thịt xông khói nè, hay là những cái đồ nguội, thì những cái thức ăn đó là thịt ủ muối rồi đó, thì những cái thức ăn đó là nó cũng không nên ăn. Và cái nữa là cái thức ăn mà có chứa quá nhiều đường, giống như chị thắc mắc, thì ví dụ như là các loại nước ngọt có ga hay là các loại cái nước uống mà đóng chai rồi đó, thì cái những cái đó thì nó có chứa khá nhiều năng lượng và có nhiều cái chất bảo quản, thì nói chung là cũng không tốt cho sức khỏe của mình. Và cái cuối cùng á, là những cái thực phẩm chế biến sẵn thì cũng là cũng không nên, ví dụ vào những cái loại mà gọi là những cái bánh rồi đó, tinh chế thì cũng không nên. Xin cảm ơn chị. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ ạ. Một câu hỏi tiếp theo của một vị khán giả, có một vị khán giả nhắn tin về cho fanpage của chương trình ạ. Câu hỏi này thì xin nhờ bác sĩ giải đáp ạ. Em năm nay 32 tuổi, xét nghiệm CA724 định lượng thì kết quả là 44.36 u trên ml, nhưng nội soi chỉ viêm hang vị vừa phải, xét nghiệm HP âm tính. Em lo lắng không biết mình có bị ung thư không, em cần nên theo dõi ra sao? Em có thói quen uống bia tuần khoảng 5 lần, nhờ bác sĩ tư vấn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì xin trả lời bạn, thì cũng khá là nhiều trường hợp khi mà đi xét nghiệm tầm soát thì mình thấy cái mang cái vấn ung thư dạ dày CA724 thì nó hơi tăng hơn so với bình thường, giống như trường hợp của bạn, nó hơi tăng chút xíu thôi. Thực tế nó vừa hơn ngưỡng chút xíu, nhưng mà có điều là với cái, nó tăng ở mức độ đó thì cũng chưa thật sự đánh giá là có ung thư hay không. Và mình chỉ lưu ý về cái mức độ tăng như vậy và mình nên xét nghiệm lại sau 3 tháng. Và ở đây tôi thấy là bạn đã có sau nội soi dạ dày rồi, nội soi dạ dày đánh giá là có viêm dạ dày và có HP âm tính. Thì có viêm dạ dày cũng có thể, cái viêm dạ dày nó cũng làm cho cái CA724 này nó cũng hơi có thể tăng nhẹ chút. Thì để nếu như bạn không hoàn toàn không có triệu chứng gì, không có đau bụng, không có vấn đề gì hết, thì bạn có thể 3 tháng hoặc là 6 tháng sau bạn xét nghiệm lại cái men này. Và nếu như mà bạn có triệu chứng thì đau bụng hay thường xuyên là có đau thượng vị chẳng hạn, thì bạn nên nếu mà chắc ăn nhất thì bạn nên chụp cái phim CT bụng để đánh giá xem có vấn đề của dạ dày, của đường tiêu hóa hay không. Và nếu như chúng ta đã chụp xong thì không có vấn đề gì thì chúng ta có thể yên tâm là chúng ta có thể làm xét nghiệm lại sau 1 năm, và giống như là một cái kiểm tra sức khỏe lại của chúng ta, có thể nội soi đánh giá lại sau 1 năm. Xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ ạ. Dạ, em vừa đọc được một comment của một vị khán giả có nick Facebook tên là Hoàng Kim ạ. Cha tôi 70 mấy tuổi đã từng điều trị ở bệnh viện SCS, bị bệnh tai biến mạch máu não, đã uống thuốc và đã thấy khỏe, đã đi đứng bình thường, nhưng có triệu chứng lại ngủ nhiều. Như vậy thì trường hợp này thì mình người nhà thì nên đưa chú đến để tái khám đúng không thưa bác sĩ? Nhờ bác sĩ, hay bác sĩ tư vấn như vậy. Bác sĩ thì giống như trường hợp này. Trường hợp này thì trường hợp chú ngủ nhiều á, thì nó cũng nguyên nhân mà ngủ nhiều ở người lớn tuổi thì nó cũng có rất nhiều nguyên nhân. Cái xin hỏi chưa biết là chú bao nhiêu tuổi và cũng người 70, hơn 70. Hơn 70. Thì cái ở cái bệnh nhân mà hơn 70 á, thì thường á thì
có cái những cái triệu chứng như vậy thì mình thường nghĩ đến có thể là bị sa sút trí tuệ. Nhưng mà sa sút trí tuệ thì mình cũng chú thì có bị tai biến và cũng có yếu tố nguy cơ là tuổi cao nữa, thì có nhiều cái yếu tố nguy cơ dẫn tới cái sa sút trí tuệ. Nhưng mà mình để mà kiểm tra chắc chắn thì anh nên đưa chú đến khám lại, nên khám lại để mình thứ nhất là về cái kiểm tra về các cái nguyên nhân mà dẫn đến chú ngủ nhiều, hay là có là không có tỉnh táo, ví dụ như là kiểm tra về cái đường huyết, xét nghiệm chức năng gan, chức năng thận, xét nói chung là những cái xét nghiệm cơ bản để đánh giá về cái vấn đề chuyển hóa. Có thể là ngủ nhiều là do cái vấn đề chuyển hóa, hay là vấn đề mình cứ nghĩ đơn thuần là do cái vụ mà tai biến hay là vụ mà sa sút trí tuệ. Ngoài ra thì mình cũng có thể là thăm khám thêm ha. Ví dụ mà có thể là ban ngày chú ngủ nhiều nhưng mà có thể ban đêm chú lại không ngủ thì có thể là dẫn tới ban ngày chú ngủ nhiều, thì có thể là mình phải thăm khám thêm, xin ý kiến của thêm của bác sĩ sĩ. Thì thực tế thì giống như bác An nói thì đối với người lớn tuổi đã hơn 70 rồi thì thực sự thì một số người thì vẫn còn minh mẫn nhưng mà một số thì không có còn minh mẫn nữa, và cũng không biết là tiền sử của ông bác ở nhà là đã mắc những cái bệnh gì, trước đây có từng bị tai biến hay không. Nếu đã từng bị tai biến mà nếu như tai biến nhiều lần quá thì cái tình trạng sa sút trí tuệ thì chắc chắn là tình trạng chú này vẫn có bị cái tình trạng sa sút trí tuệ, và những cái thuốc chú này đang uống là có những cái thuốc nào nó gây ngủ hay không. Thì những thuốc điều trị hàng ngày đó thì chắc là nếu như mà chúng ta có như vậy thì chúng ta nên đi khám ở đó, chúng ta đưa lên tái khám lại và có thể thảo luận với bác sĩ là có những cái thuốc nào nó gây ngủ hay không, và hiện tại cái tình trạng não như thế nào, và cũng như bác An nói là chúng ta nên làm thêm một số xét nghiệm mà có những cái bệnh lý về chuyển hóa hay không, để nếu như có thì chúng ta sẽ điều chỉnh và giúp cho ông cụ có thể khỏe hơn. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của hai bác sĩ gửi đến cho vị khán giả Hoàng Kim ạ. Chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý khán giả, chương trình của chúng tôi hiện đang nhận được rất nhiều câu hỏi của quý khán giả. Tuy nhiên thời lượng chương trình có giới hạn nên Phương Thi xin được phép tạm dừng phần giải đáp câu hỏi của khán giả tại đây. Tiếp theo là phần câu hỏi dành cho khán giả may mắn. Trước khi đến với câu hỏi tuần này, Phương Thi xin được phép công bố kết quả câu hỏi tuần trước. Tại câu hỏi tuần trước là bệnh lý tim mạch do xơ vữa bao gồm các bệnh lý sau, ngoại trừ 1. Bệnh mạch vành, 2. Hẹm động mạch cảnh, 3. Dị dạng mạch máu não, 4. Phình động mạch chủ. Và đáp án đúng là đáp án số 3. Hai khán giả có câu trả lời đúng và nhanh nhất. Xin chúc mừng khán giả Phạm Như Hải Yến, địa chỉ ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, với nick Facebook tên là Giác Chánh Mai. Xin chúc mừng khán giả thứ hai là chị Nguyễn Thị Trúc Nương, địa chỉ là xã Thới An Hội, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng, có nick Facebook tên Trúc Nương. Và ekip của chúng tôi đã gửi quà tặng, chắc có lẽ hai vị đã nhận được rồi đúng không ạ? Xin chúc mừng ạ. Và câu hỏi của khán giả tuần này là ba loại ung thư nào phổ biến nhất trong cộng đồng? 1. Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú. 2. Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư máu. 3. Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư tuyến giáp. Phương Thi xin phép lặp lại câu hỏi. Ba loại ung thư nào phổ biến nhất trong cộng đồng? 1. Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú. 2. Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư máu. 3. Ung thư gan, ung thư phổi và ung thư tuyến giáp. Và Phương Thi tin chắc rằng là đây là một câu hỏi khá dễ đúng không ạ? Nếu quý khán giả theo dõi xuyên suốt từ đầu chương trình đến giờ thì chắc chắn đã có đáp án đúng cho mình rồi. Hãy nhanh tay để lại đáp án dưới phần bình luận quý vị nhé. Và ekip chúng tôi sẽ chọn ra hai vị khán giả có câu trả lời đúng và nhanh nhất. Kết quả sẽ được công bố vào tuần sau. Một lần nữa, xin được thay mặt ekip những người thực hiện chương trình, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến hai vị bác sĩ đã dành thời gian quý báu của mình để tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Đồng thời cũng cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành, theo dõi và chia sẻ để chương trình của chúng tôi được lan tỏa một cách rộng rãi hơn. Chương trình SIS về sức khỏe cộng đồng kỳ thứ 35 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 20 giờ tối thứ ba tuần sau. Xin kính chào tạm biệt. Những thông tin hữu ích để phòng ngừa đột quỵ, bệnh tim mạch, ung thư, bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh cơ xương khớp, bệnh viêm gan, bệnh về hô hấp, hen suyễn, bệnh dạ dày, đường ruột. Những thắc mắc lo lắng về sức khỏe cần được tư vấn.
Mời quý vị đón xem chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng được livestream từ 20 giờ đến 20 giờ 45 thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 trên kênh fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Quý khán giả có thể đặt câu hỏi với chuyên gia y tế trên trang fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ hoặc gọi điện thoại về số 0913 333 414 để được tư vấn trực tiếp. Đặc biệt sẽ có hai phần quà hấp dẫn dành cho khán giả có câu hỏi hay ở mỗi chương trình. SIS Việt Nam, cuốn tin cho bệnh nhân đột quỵ. SIS Việt Nam, vì một cộng đồng khỏe mạnh.